Xin chào anh em, hôm nay anh em chúng tôi sẽ giới thiệu với anh em cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái nồi cơm điện và một số cái lỗi thường gặp của nồi cơm điện. Đây là một cái nồi cơm điện tầm trung. Nó có hai chế độ là chế độ nấu và chế độ hâm. Tức là khi mà không nấu thì vẫn có nhiệt. Rồi. Anh giới thiệu cho mọi người cái cấu tạo của nó ấy. Cấu tạo thì cái bộ phận chính của cái nồi cơm điện đó là một cái mâm điện ở bên trong nồi cơm đây. Ví dụ như là cái mâm nhiệt này. Đây là cái mâm nhiệt. Cái mâm nhiệt này nó sẽ là bộ phận sinh ra nhiệt để nó sẽ tác động vào cái đáy nồi cơm này là để làm cho chúng ta nấu chín được cơm với cái nhiệt lượng tỏa ra từ cái mâm nhiệt này. Cái mâm nhiệt này được cấp điện bởi hai cái chân của cái mâm nhiệt đây, thì họ sẽ có những cái dây dẫn để điện nó cấp nguồn đến. Tuy nhiên là nó sẽ còn có một cái công tắc để điều khiển cái mâm nhiệt này, lúc có hay lúc không tùy vào cái chế độ nấu và cái phần tác động cơ khí của con người đây. Khi chúng ta cấp điện vào nguồn đây thì chúng ta có cái động tác ấn nút để nấu nồi cơm, thì tác động vào đây thông qua cơ cấu cơ khí nó sẽ tác động lên đến một con relay nhiệt ở trong cái lõi của cái mâm nhiệt này. Con relay nhiệt này được điều khiển bằng từ tính. Khi mà mâm nhiệt nó được ra nhiệt lên thì cái từ tính này nó sẽ mất đi và nó sẽ làm cho nó sức căng của lò xo sẽ tác động đến cái đòn bẩy để tác động để mở cái tiếp điểm. Mở cái tiếp điểm này là không cấp điện vào cái con mâm nhiệt này nữa. Tuy nhiên đây là đường chính để cấp vào để chúng ta nấu. Nhưng khi chúng ta ngắt cái tiếp điểm chính này thì điện nó sẽ đi vòng qua một cái điện trở phụ này để nó sẽ cấp nguồn điện trở lại cho cái mâm nhiệt để làm nhiệm vụ cho chúng ta hâm cơm, giữ cơm nóng trong gọi là một thời gian dài mà khi chúng ta chưa rút rắc điện này ra. Thì với cái mâm nhiệt như thế này nó sẽ có ưu điểm là để chúng ta nấu nồi cơm là nhanh, và với cái mâm nhiệt này nó đi kèm theo con relay nhiệt ấy, nó có một số những cái gọi là bệnh thường gặp, đó là sẽ dẫn đến là nồi cơm là bị sống, chưa 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 chín cơm đã nhảy tiếp điểm, hoặc là nồi cơm bị cháy bén ở mép ở đáy nồi ấy. Thì là lúc đấy là do cái con relay nhiệt điều khiển bằng nam châm này nó hoạt động không đúng. Với trường hợp mà relay nhiệt vẫn còn gọi hoạt động được mà chúng ta chưa thể thay được ấy, thì chúng ta sẽ tác động vào cái lẫy cần gạt cơ khí này để chúng ta sẽ bẻ cho nó quặp vào trong hay là ngả ra ngoài. Với trường hợp mà cơm mà bị sống thì chúng ta lên sẽ bẻ, phải bẻ quặp nó xuống dưới đáy nồi, bẻ một tí một thôi các bạn ạ. Và khi mà chúng ta bẻ đấy, chúng ta chỉ bẻ áng chừng, bẻ một tí một, bẻ áng chừng, và chúng ta sẽ làm một động tác để kiểm tra lại cái đi mức độ bẻ của chúng ta có được đạt hay không, bằng cách là chúng ta sẽ cấp nguồn vào cái nồi cơm điện này, tráng một lượt nước sôi, một lượt nước vào trong cái nồi cơm này, một lớp nước mỏng thôi, vừa đủ để láng cái mặt nồi này thôi, và chúng ta tác động nấu nồi cơm như bình thường. Khi mà nấu nồi cơm, đậy nắp vào nấu nồi cơm như bình thường ấy, thì khi mà cái relay nhiệt này nó nhảy á, thì chúng ta sẽ mở cái vung ra để chúng ta kiểm tra xem cái đáy của cái nồi cơm điện ấy nó còn nước hay không.
Nếu nó vừa bốc hơi đến hết không còn nước thì sẽ là cơm ngon. Còn nếu mà khi mà chúng ta mở ra mà vẫn còn thấy nước ở bên trong ấy, chứng tỏ là chúng ta bẻ chưa thành công, cơm vẫn bị sống và chúng ta cần phải tiếp tục bẻ tiếp. Với trường hợp mà khi chúng ta bẻ mà mở cái nắp nồi cơm ra rồi ấy, mà thấy ở bên trong nó khô rang nhẵn nước và nó nóng rẽ sần sật lên thì chứng tỏ chúng ta đã bẻ quá đà. Chúng ta cần phải bẻ trả lại để tránh trường hợp nồi cơm bị cháy. Còn nếu mà trường hợp mà bẻ đi bẻ lại chúng ta không tác động vào cái này để cho cái nồi cơm nó nhảy như ý, hoặc khi mà chúng ta cắm nồi cơm chúng ta vẫn bị cơm sống hay cơm chín, thì tốt nhất mang ra thợ, thợ nó có thể thay cho chúng ta cái con dưa leo nhiệt mới này. Con dưa leo nhiệt mới này ở ngoài bán rất là nhiều, tùy vào kích cỡ của cái lõi của con dưa leo nhiệt này thì thợ có thể là bán cho bạn một con tơ le nhiệt mới đúng đủ kích cỡ. Chốt lại là gì? Chốt lại là con có công tắc đúng không ạ? Chúng ta phải tác động vào công tắc. Công tắc này nó phải điều khiển cái cần này. Đúng rồi. Cái cần này. Và cái cần này nó phải điều khiển cái lưới gà này. Tiếp điểm này. Tiếp điểm này đóng lại đồng nghĩa với việc là nguồn được cấp vào hai chân của dây may so. Dây may so làm nóng nồi cơm qua cái mâm nhiệt. Đấy, nguyên tắc là như vậy, nguyên tắc là đóng cắt cái tiếp điểm này. Và cắt đấy là đóng, còn cắt là cái mâm nhiệt được ra nhiệt cho con dưa le. Con dưa le này nó sẽ bị mất đi từ tính khi bị quá nhiệt và nó sẽ nhả cơ cấu cơ khí ra và nó sẽ tác động vào cái cần gạt làm ngắt mạch điện. Nồi cơm không nấu nữa, chuyển sang chế độ hâm đi qua cái điện trở này. Đây là nguyên lý hoạt động của nó đúng không? Đúng rồi. Còn cái khi mà nó hỏng thì hỏng khi mà nồi nó hoạt động không đúng, là tức là khi có thể là cơm sống hoặc cơm chín thì chúng ta sẽ uốn cái lưỡi gà này vào trong hoặc ra ngoài. Nếu mà cơm cơm sống thì chúng ta sẽ uốn cái lưỡi gà này vào trong. Nếu mà cơm cháy thì chúng ta sẽ uốn lưỡi gà này ra ngoài. Đấy. Thì các anh thể uốn anh em mình sẽ uốn theo kiểu kinh nghiệm là sau khi uốn xong thì chúng ta sẽ cắm và cho một ít nước vào cái mặt nồi.